Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, chuyên nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đã rất là lâu rồi các bạn, chính xác là khoảng tầm 2 năm rồi. Mình Duy mới về chiếc xe S450 Luxury với phối màu là màu trắng đó. Nhưng với cái phối màu trắng này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ còn khác hơn so với lại cái màu trắng trước đây mà chiếc S450 Luxury được nhập về từ Đức hoặc là những cái dòng xe Maybach. Và cái màu sơn này có tên là Opalite White, là màu trắng opalite các bạn. Thì trước đây cái tên của nó là Diamond White. Các bạn sẽ thấy là cái màu trắng nó sẽ ngà hơn so với cái màu trắng opalite này đó. Và với phối màu trắng opalite này thực sự là Duy đã quay cho các bạn xem rồi đó, nằm ở trên chiếc xe G63 AMG phiên bản 55 năm. Và với cái màu trắng opalite này các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái độ sáng hơn so với màu Diamond White. Diamond White thì các bạn sẽ thấy có một cái màu nó hơi ngà, nó rất là giống như ngọc trai đó. Nhưng màu trắng này thì cảm giác là nó sẽ trong trẻo hơn, cũng như là nó trẻ trung hơn các bạn, trẻ hơn so với là cái màu Diamond White đó. Và chính thức các bạn, từ năm 2024 thì cái màu Opalite White này nó sẽ được thay thế hoàn toàn cái màu Diamond White luôn đó, và sẽ không còn cái màu Diamond White sơn trên những cái dòng xe S-Class hoặc là những dòng xe Maybach của Mercedes-Benz nữa đó. Và với cái chiếc S450 Luxury phiên bản V1 này, nó sẽ đắt hơn 170 triệu so với lại cái phiên bản V0 trước đây đó. Và với cái S450 Luxury phiên bản V1 này có mức giá là 5.729 tỷ, có nghĩa là tăng 170 triệu so với lại cái phiên bản V0 đó. Thì với 170 triệu đó thì các bạn được gì các bạn ha? Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây trên kính chắn gió của chúng ta sẽ có một cái chế độ hiển thị thông tin trên kính chắn gió gọi là heads up display đó. Và một điểm nữa các bạn là hệ thống đánh lái chụp ảnh sao đó, với góc lái lên đến là 10 độ. Thì với cái góc lái lên đến 10 độ này thì các bạn rất là dễ xoay chuyển ở trong những cái khu vực hẹp đó. Và tính toán với cái chiếc xe dài 5m2, 5m3 như S-Class này, thì chúng ta có một cái bán kính quay vòng tương đương với một cái xe A-Class, một chiếc xe hatchback rất là nhỏ các bạn nha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái lợi hại của cái việc đánh lái chụp bánh sau này như thế nào đó. Và đối với hệ thống đánh lái chụp bánh sau này, có rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn phải lấy cái hệ thống đánh lái chụp bánh sau này mới chịu ha. Đó, rất là nhiều các anh chị rất là thích cái tính năng này đó. Và với lần nâng cấp này 170 triệu thì các bạn sẽ thấy S450 Luxury nó rất là giống như chiếc xe Maybach S450 luôn các bạn. Thật ra hầu như là các option gì ở trên chiếc xe Maybach S450 hiện tại đều có trên cả chiếc xe S450 Luxury phiên bản V1 này ha. Ok, ngoài ra thì với cái màu trắng này, bên Duy còn có thêm trên những cái dòng xe V0 như là Ruby Gliss. Đây là một cái màu dành cho các anh chị yêu thích một cái màu phải gọi là độc quá, rất là độc, rất là hiếm ha. Đó, và cái màu này đây là một cái màu cũng như rất là tuyệt vời. Và cái màu sơn này các bạn phải trả thêm tiền nha. Và trả thêm tiền khoảng là 240 triệu. Tiếp theo nữa thì đây là một cái màu ngọc lục bảo, một cái màu mà gần đây rất là nhiều các anh chị khách hàng phải đi tìm nè. Thì hiện tại bên Duy đang có S450 Luxury phiên bản V0 cũng như là cái Maybach S450 đang đậu bên cạnh với cái phối màu là màu ngọc lục bảo ha. Với cái màu này thì bảo đảm khi mà các anh chị đi vào ban đêm á, các bạn nhìn rất là giống như màu đen. Nhưng khi mà chúng ta đi dưới ánh nắng ha, thì ánh nắng sẽ chiếu trực tiếp vào ở phần sơn của chiếc xe, hoặc là ánh đèn chiếu trực tiếp vào thì các bạn sẽ thấy nè, rất là đẹp luôn. Những cái hạt ánh kim màu xanh ở bên trong nó nổi lên ha, rất là tuyệt vời. Đó, ngoài ra thì đối với cả dòng xe S450 Luxury phiên bản V0 hay là V1, chúng ta sẽ có hai cái màu nội thất, đó là màu nâu ở bên trong. Đó, thì với cái màu nâu này thì đây là một cái màu rất là sang, rất là đẹp các bạn nha. Đó, khi mà mở cửa ra thì các bạn sẽ bị coi như cuốn hút ngay bởi cái phần màu nâu đó, rất là đẹp. Đó, và tiếp theo nữa thì chiếc S450 Luxury chúng ta còn có một cái màu nội thất bên trong là màu đen ha. Và đây là một cái màu mà dành cho các anh chị khách hàng cũng như là yêu thích cái sự sang trọng và mạnh mẽ ha. Đó, và màu đen này cũng là một cái màu mà rất là truyền thống của Mercedes-Benz rồi. Ok, bây giờ Duy xin phép được kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào về S450 Luxury phiên bản V0 hay V1 hoặc bất kỳ dòng xe nào khác của Mercedes-Benz, thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.